Tất cả anh em đang xem live nha, mọi người đang xem sự kiện bàn cổ dạ tinh về vào 8:30 thứ ba tại Thanh Long Sơn Tuyển. Lúc nãy trước khi lên live em còn định ngượng ngựa ấy, đứng ở Tô Châu xong đó một PT nào đấy vào thì cũng xuất hiện tại dạ tinh hồ. Cứ tưởng là hai bên còn tập trung chán cơ. Ai dè đến lúc em quay lại thì mọi người đã đi vào trong dạ tinh hồ hết rồi. Hôm nay thì băng đỏ là băng chiếm dạ tinh hồ trước. Anh em giải khác với huynh đệ thì có mặt sau. Giờ thì hai bên vẫn đang tranh map nha mọi người. Bên cạnh các sự kiện PK mỗi tối thì admin cũng đã đăng cái sự kiện tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 ở trên website rồi ạ. Trong khoảng thời gian này mỗi tối thì mọi người sẽ có thêm 4 boss tứ đại ác nhân xuất hiện từ 0 giờ 19 giờ đến 19:30. Trong sự kiện lần này thì phần thưởng lớn nhất sẽ là trang bị full 8 sao 7 dòng tùy chọn môn phái. Và có một vật phẩm khá đặc biệt đấy là thời trang Thánh Ca Lễ 8. Một update mới của game. Không hiểu sao thiếu được chữ chữ hát luôn ý. Là game bé bớt đấy. Đó, mẹ ác này phù sơ. Còn những cái mà mình kiểu làm với mọi người biết đó mọi người. Bình thường mới làm thì em sẽ không xem lại live đâu. Xong bắt đầu không phải là cứ nhạc to là mọi người sẽ góp ý giống như anh Nam, mà là có thể là mọi người thấy đau tai quá mọi người đi luôn. Đó. Có nghĩa là nếu mà bật cái nhạc game ở trên live á, những cái nhạc khác thì mình có thể để nguyên được, nhưng mà riêng âm hiệu kỹ năng á, là phải giảm xuống còn cỡ khoảng 5% thôi, không thì mọi người kiểu ta mọi người sẽ bập bùng hết à. Nghe rồi. Thôi nhỏ. Cái trang bị hot nhất trong sự kiện lì xì may mắn, cái sự kiện xuất hiện boss mỗi tối là trang bị full 7 dòng. Cái món đấy khá là hiếm. Em biết đâu để on. Ban đầu thì anh em sẽ không biết là cái món đó thì số điểm nó sẽ như thế nào ấy, nhưng mà em thấy là rất là đáng để mà các người chơi đầu tư gom mua ấy. Ở server thì em thấy là cái số lượng mảnh trang bị full đó nó không drop quá nhiều, tuy nhiên thì một người đã sở hữu 3 món rồi. Em không nghĩ là em có thể tìm được ở một người khác. Anh em có biết cái tên nào sở hữu cái đồ full 8 sao 7 sòng nữa không? Nhạc to át tiếng em luôn, bóng đẹp đấy à? Bóng trơn ấy mà. Nhìn thế này thôi, em không hiểu sao không thể là mà sơn đẹp được như ở quán. Nói chung là mình đã khéo lắm rồi, mình đã giòn giấy lắm rồi. Nhưng mà nó cứ sần sần, nghiên cứu thêm như vậy. Được công anh, có cái gì mới là đều phát hiện ra rồi khen. Thế chị. Mọi người đang bảo nhau là thiếu fit. Em đang định tìm xem anh ấy có on không. Đấy, bây giờ là em sẽ check trước rồi boss nha. Mọi người thì chặn cổng cho nó vui vẻ á. Nhưng mà anh em trong này thì cứ thích phù sau cơ.
Anh em có thể check nhau bằng cách là mọi người check tọa độ nha, sau đó là mình click vào cái tọa độ. Nếu mà ở Tây Hồ bên ngoài là mình sẽ không chạy ra cái tọa độ thế được. Nếu mà là Tây Hồ, dạ Tây Hồ thì click vào tọa độ thì ngay lập tức nhân vật sẽ di chuyển. Bông hồng nào mà chẳng có vai, em biết là không có vai. À, lúc nãy anh cứ bảo là cái gì anh lo hết, em cứ tưởng lần nói với tay trong băng thấy là lạ, là toàn toàn mấy anh với nhau. Thì rút kinh nghiệm hôm trước, nhưng mà hôm nay check sớm mọi người vẫn có đấy, ai biết được. Đứng mãi một chỗ thì nó chán anh ạ. À, đấy, anh kia thấy không? Người ta bảo cả server được 4 PT kìa. Mình phải xem PT người ta tập trung ở đâu rồi còn giữ mặt mũi cho server chứ ai lại đứng im một chỗ vô vật. Có ông VIP rồi đúng không? Em chào anh ăn dâu, em chào anh Đức, chào Thanh nhá. Ông nào đặt pet nghịch lân dậy, yêu thương là mới đặt đó. À kia rồi. Thấy con rồng to chà bá xong mất tiêu đâu rồi? Idol xuống ngựa oánh kìa. Ủa hay nhỉ? Bên này họ đứng sau mà boss nó vẫn tìm đến nơi. Quy lực của boss rất là ghê nha mọi người. Những người đứng sau cũng mất tới nửa cây máu mà ít đâu ạ. Trong cái PK bản cổ này mọi người tận dụng con boss thì không biết ai ăn ai đâu. Có ai lock out anh không? Có anh Nguyên thấy đứng sau này. Đứng sau búp hay gì? Server nhiệt quá, có ai bán ác không ạ? Có nhân nữ. Thế là đấm người chơi. Đây là tên PK thứ hai của trận bàn cổ ngày hôm nay nha mọi người. Tụi em thấy bên giải khác của huynh đệ đang đẩy được lên rồi. Cả Hoa Thành vẫn đứng trông rất là đẹp trai. Đây là có mấy ác. Có nam khá là ghê nhưng mà vẫn đứng sau nha mọi người. Chứ toàn lực đánh thì em nghĩ là bên này sẽ khó có thể chụp được. Nên đó, em đang còn hình tĩnh. Anh đang còn đi chơi á hả? Trước thấy rủ solo mà. Ở bên này ad đã công bố code chưa ta? Ngày hôm qua thì ở trên fanpage Thiên Lam Song Tuyệt đã công bố code báo danh tháng 5 nha mọi người. Mọi người tham gia báo danh và nhận code nhé. Trong code là sẽ có rất là nhiều các vật phẩm hữu ích như là thời trang, chân thú, vàng khóa. Ngoài ra là còn có Thiệp Ngũ Hành và Huyền Minh Thành nữa. Đó. Bị lộ vị trí mà vẫn trụ được đây gọi là đẳng cấp. Boss thì khá là mềm yếu so với lực
Okay. Điểm trang bị của các người chơi à? Vậy nên là em không biết là liệu bên đỏ họ có tập trung kịp không đây. Mọi người thấy máu boss tôi đi trông thấy nhá. Em giảm âm lượng xong em chả thấy tiếng skill nữa. Mọi người xem live tương tác cùng em nha. Thường thì admin sẽ để ý nhất đến mấy cái tương tác comment live á. Dù sao thì được fan cứng thì mọi người vẫn có cơ hội nhận thêm quà rất là thiết thực á, mầm cây hy vọng, đồ nguyên liệu chế đồ các kiểu. Đấy, em thấy một số app bên đỏ họ phù lại. Ở đây thì những ai mà đặt phù thấp hơn á, thì sẽ có cơ hội sống sót. Ui, tóc cứ bị đứt. Xót quá. Mới đây thì server update thêm phù tim dưới dạng quyển phù thông thiên với cả thổ độn phù, thổ độn châu. Anh em PK và xuất hiện trở lại map khá là nhanh. Em chào anh Toàn nhé. Vui là chính chứ 100k có là bao. Mấy người nói cái câu này là có nhiều 100k lắm nè, kiểu tiền anh không thiếu. Nhưng mà em thấy vẫn đâu đó có mấy anh em thích đua tốt á, cho kiểu mình chơi game thích đua tốt mà đúng không, đua tốt cho nó oai. Ủa, à đom đóm nó mới xuất hiện mọi người ạ. Hai bên đang giằng co rất là căng và boss đang được giấu đi rồi ạ. Giấu. Ôi trời. Hai bên đang bị đơ cùng nhau bạo vũ Liên Hoa Châm và Thiên Ngoại Phi Tiên. Rồi 2-1 rồi. Ê. Anh có ổn không? Bỏ đấy. Boss đâu nhỉ? Em không thấy boss bàn cổ đâu, chỉ thấy mấy con pet. Lố thật sự. Đây đây. Bên giải khác và huynh đệ họ ôm boss ra đằng sau. Tối nào cũng được xem người đấy chơi game. Rồi. Cái sáng kiến đua top thằng cứng này hay ghê cơ. Tự dưng lại có mấy gương mặt mới comment nhiệt tính thế chứ. Ủa rồi tên anh như vậy thì em không biết chào anh kiểu gì. Anh nhìn em có chơi điện chơi rồi. Cảm ơn các anh. Tháng ngày rớt thì chả nói thế chứ inbox thì nó khác rồi. Inbox hiện lộng lô á. Từ từ. Hay ghê. Có mấy tháng anh ăn liền mấy thẻ đúng không? Thôi bây giờ nhường lại cho các huynh đệ đến sau đi. Trong giải thẻ cào fan cứng bên hội phát hình thì có. Nói chung là cũng song sánh lắm mọi người. Khi bảo là 3 giải 100% cho những người đứng top đầu fan cứng thì em thấy có không? Có đợt 3 có đợt 4. Có người đã nát đồ. Ủa? Hay vậy? Bên boss xong nó cũng hiện 3 cột máu ấy mọi người. Uầy. Đỉnh vậy. Có boss boss đi đâu đi đâu. À, thầy đang kéo boss. Hello người Trung Quốc cho nhanh. Hello người Trung Quốc. Ôi. Cái này cũng tùy nha, nhiều người nói vậy là mất cảm tình chết. Em thì bình thường thôi. Có thiếu lâm đúng là ngon nhỉ. Hai bên PK rằng co như này thì cốt cũng chỉ để ăn được boss và sở hữu trưởng cực yếu quyết đó mọi người. Bên nào ôm được boss thì bên đấy cũng có thể PK đỡ căng hơn. Tránh cái tình trạng là phải vượt qua
đầy 7-9 người chơi khác để tiếp cận được boss. NPK hôm nay có lẽ là nó sẽ kéo dài hơn mọi khi. Cảm ơn anh. Anh nói vậy thì em tin. Từ ngày ra cái giải hoa hậu nhiều chuyện, nhiều người từng cãi bác quá. Nhưng mà nói chung là kiểu ngày xưa không có thì mình vẫn dựa vào cái vòng quay random thôi mà anh. Đã ngẫu nhiên rồi thì hôm nào cũng vậy hết á. Mình không nào thể nào mà hên suốt được. Không thì Pết có khi lại bị bóc phốt là yêu cầu cho người quen. Boss đang bị cách ly ở đây nha mọi người. Anh em nào mà mình tham gia trong máy chủ Phi Long tại Thiên Long Song Tuyệt thì mọi người đăng nhập vào game góp vui này. Anh em nào đang phụ bản thì mình cũng thế qua. Vì hiện tại thì hai bên đang 50-50 không phải ngang sức. Nay thì lực lượng hai bên khá là cân đó mọi người. Hay là không có cái cảnh mà giữ boss đằng sau, sau đó là kết liễu được. Đây, bên này này. Thì có thể là giữ thôi. Thế nếu mà có một người nào đó rất rất đam ra khỏi những người chơi khác ấy, và dồn vào boss thì biết ngay. Lủng ngay. Đó đó. Anh em trong những cái trận chiến như này phục vụ rất là nhanh tay. PK kỹ năng nhìn nhiệt nhỉ. Câu sau thì em no comment nha anh. Ở game này thì nó vẫn giống cái kiểu cái game FPT ngày xưa mọi người. Nhưng ác đầu tư thì không đến mức là bá đạo quá. Bên cạnh cái khả năng dồn sát thương thì còn thêm cái chức năng là tanker nữa, nên là vẫn khá là khổ chứ không phải là sung sướng gì. Những phái cận chiến là phải rất là đầu tư, rất là chỉn chu á, tại vì là có đam thôi thì không thể nào mà lao vào kém được. Đấy, phải tiến lùi hợp lý đó. Nhưng mà hình như ăn này auto ạ. Sao nhìn nó khôn thế mới được. Hay nhỉ. Đánh mấy cái xong quay về. Như người chơi cầm ác ấy. Bây giờ là bên giải khác họ đang đẩy được lên rồi mọi người. Ở đây đố mọi người biết đâu là con nóc thật. Đây à. Đây đây. Ngay khi mà đẩy lên được thì boss cũng bị kết liễu mọi người ạ. Đó. Bên đỏ họ cố gắng vừa vừa trụ PK vừa kết liễu boss. Tuy nhiên thì không biết là bên nào ăn trưởng phụ yêu quyết. Để em xem kênh bang coi. Cách ly boss mà bên mình ăn được mạng boss thì đó là thành công. Còn dương thì đó là cả quá trình nhặt đó. Ai có trưởng cầu yêu quyết nhỉ? Đấy ca skill. Skill bot nhìn đẹp. Vâng ạ. Đánh nhanh rất nhanh. Hôm nay bản cổ kéo dài hơn 20 phút. Không biết ở đây có anh em nào đã ấy chưa? À, em đang nghĩ là có ai đi ra kính hồ trước không? Nhưng mà khoảng 2 phút nữa mới đến giờ kính hồ cơ.
kèo cân như thế này, có lẽ là hai bên sẽ tiếp tục hẹn nhau ở Phú Hồ. Đó, đó, đường môn mình tăng cơ luôn, bảo anh Vũ mất tích luôn ở đâu, hay là siêu siêu bị hút thế nào thấy là lạ. Đánh cỡ này thôi mọi người di chuyển tập trung vào kính hồ thì đẹp đấy. Ai ăn được chủ biểu hết nhỉ, chưa hỏng luôn, ai ăn rồi. Mấy ác đứng đây luôn. Bây giờ em sẽ di chuyển ra kính hồ trước. Cái gì đấy? Mình chạy đi rồi xong mình đã giật lại. Đi thôi. Tám sắp 45. Hai đại boss đầu đã xuất hiện boss rồi ạ. À, rất là nhanh, team Lý Hàn Y đã xuất hiện tại bãi 1 rồi ạ. Ở đây là có PK nha mọi người, ở đây này. PK. Chip chủ. Team nào sẽ ăn đẹp. Trước kia thì ở Thiên Long Song Tuyệt thì nó cảm giác rất là giống FPT, tuy nhiên thì sang tới máy chủ thứ ba chúng ta có xuất hiện thêm mộ dung được môn khí cốc và đào hoa. Bên đỏ đang tổng tiến công ở đại mục, em nghĩ là 3-1 thì chúng ta kết quả được rồi. Hay được không ạ? Em di chuyển ra bãi yên nha. Tiêu dao dễ chơi mà anh. Ở đây ta. Kéo boss. Rất là hay, thế là cũng một kiểu. Kiểu sáng tạo. Ở đây thì chỉ có PT4 thôi thôi. Nếu mà tinh đối địch mà phủ ra bãi yên thì có thể là bất ngờ, bởi vì là ai em bóp anh em thế, sau đó là bỏ đi. Không biết là còn đánh các bạn không, sẽ quay lại nhé. Vẫn tiếp tục đánh mọi người ạ. Không kể là bàn cổ có kết quả như thế nào á, chuyển sang một cái bản đồ khác thì cái việc tập trung 100% lực lượng là nó phải cần thời gian đó. Soi cái đồ full 8 sao 7 dòng nha mọi người. Đấy, rất là mờ lem luôn. Đồ này dùng mãi cũng được nhỉ, giá trị đem lại rất là ngon lành. Tuy nhiên thì cái giá của nó phải là chục món đồ chế ngon động cộng lại. Tuy nhiên là nhìn thấy xịn đúng không? Còn cộng thêm 32 thể lực và 309 nội công. Bình thường thì em thấy các sư phụ mọi người sẽ thích chơi tính túc thiên long với tiêu dao ấy, võ đang thì nó thủ thủ yếu thì mọi người đều biết rồi.
Nói chung là cũng không cần kỹ năng nó quá phải ổn đấy. Chế độ ở Song Tuyệt khá là khoai. Tới bây giờ thì mọi người vẫn gom nguyên liệu chế đồ đều đều. Vậy nên là Thiên Long không thể nào phát huy được hết sức mạnh. Bây giờ nào mà chế đồ mà cái tỷ lệ thoải mái hơn, Thiên Long lại nhiều. Tám giờ 49. Và không thể nào kể đến cái độ cơ động đúng không ạ? Em không pick đưa ra mọi người ạ. Liệu bên kia họ có quay lại ở cổng Tô Châu không? Nghĩ là không nhỉ. Tại vì là tiếp tới là sẽ có boss ở đảo với võ đang. Bên kia họ hoàn toàn có thể di chuyển từ võ đang ra mà. Nên Noel Hà Nội mẹ muốn ăn. Anh đảo Hà Nội hơn. Cô em hôm nay lại chả mưa mấy, hôm qua mới mưa nhiều. Thời tiết này là khó ở lắm luôn đấy. Anh chào anh Trung nhé. Liệu hai bên có gặp nhau ở 55? Bên cạnh thời trang cùng với đồ full 8 sao thì cái các người chơi nhận được khi mà tham gia sự kiện lì xì may mắn trong khoảng thời gian tới sẽ còn có cả phiếu đổi chân thú cao cấp 5 dòng 3K8 nữa. Mô tính người là nó sẽ như này nha mọi người. Và ngoại hình thì tùy ý người chơi chọn. Đó, ở đây là có Chu Tước này, Chú Lê tộc trưởng này, và mọi người có thể thấy lúc nãy là ở trận bàn cổ là có ba bốn con bàn cổ chạy nhong nhong đó. Đấy. Tiếp tục một PK nhiều nên thích à, mấy hôm mà không có PK cứ phải mở shop ra nói linh ta linh tinh. Có cái không bao giờ linh tinh đó là info về server nha anh em. Game Thiên Long Song Tuyệt thì đã xuất hiện ở thị trường từ tháng 5 năm 2021 rồi. 15 năm năm 2021. 6 ngày nữa là server duy trì được tròn 2 năm. Riêng với máy chủ 3 Phi Long này thì mới mở từ mùng 3 tháng 2 được hơn 3 tháng một xíu ạ. Ám ảnh của mọi người khi chơi game private đó là game mở được một thời gian sau đó là đóng cửa mất á. Tuy nhiên thì anh em nào mà mình theo dõi live bên này lâu ấy, mọi người có thể thấy là có nút thăng nút trầm. Tuy nhiên thì server vẫn duy trì cho tới ngày hôm nay và có cả một cụm máy chủ 1-2 nữa. Ngày hôm qua mới lên rồi hỏi đến xe buýt như đúng rồi, xong book Grab nhờ. Ôi trời ơi, mày đánh máy lên trời. Tới đây thì bên khác họ đang có lợi thế nha mọi người. Bắt đầu là bên đỏ họ bị ép xuống phía dưới võ đang. Em nghĩ là ai mà đặt cổ ở đây thì sẽ gặp khó khăn lắm.
Tuy nhiên thì nếu mọi người phù 2-3 PT cùng chỗ thì nó lại khác. Ở đây là có gần 4 PT xuất hiện lại ở 5 năm từ phía bên đỏ này mọi người. Ở dưới phía võ đang thì vẫn có áp đang bị ép, chắc là cũng rồi cũng tập trung lại ở 5 năm thôi. 2 phút nữa ở đây ta có boss. Vị trí thì bên đỏ là có lợi thế nha mọi người. Sinh nhật 2 năm anh em like share cho em về. Ở đây. Ở nhỏ. Mọi người nghĩ là ở trên cái màn hình này em nên để cái Facebook của em ở đâu? Giờ này em cũng hay để ý phong cách làm của các gương mặt mới, gương mặt cộng tác viên mới ở game private đó. Em để ý có một bạn được book khá là nhiều. Đặc biệt là bạn ấy công khai lên Facebook. Em thì kiểu hầu như là mọi người truyền tai nhau là con bé này làm cũng được. Thì mọi người mới biết Facebook của em thôi. Tại vì là thời gian đầu ấy lúc mà em còn hành hịch thì em bị trêu khá là nhiều nên em không muốn công khai Facebook á. Giờ thấy hơi thiếu tiền tiêu rồi đấy, nghĩ cách thôi. Giữa bên trên à? Đó ha, ở nhà cho nó chạy ở trên. Có biết xấu không ta? Tại vì em đang định thay thế bằng cái link donate này này. Tại vì là em cũng muốn là cái like của em khi mà admin sử dụng lại trên YouTube thì nó được đẹp đẹp một xíu á. Giờ đây tiền là gì? À, chết chết, ghim nhầm. Sao anh lại rep cái comment cũ thế? Dương tác cái người comment cái đấy hả? Rồi, tùy lúc anh ạ. Nói chung là server mà nhiều đó thì admin sẽ muốn là cái sự nhiệt đó được xuất hiện trên new feed của mọi người nhiều, thật nhiều, có nghĩa là em được book nhiều đó mọi người. Cái này không phải là kiểu cái like của em quá hay, em thì hiểu game nó nhanh hơn xíu thôi tại vì là em chơi nhiều, biết là cái mạnh ở server là gì á. Nói chung là tùy thuộc một game, game mà sầm một xíu á thì phải biết like gì. Từ thế từ đó nên là đói đó. Em thấy để ý mấy lần nhá. Anh Nam ơi, anh copy cho em cái link Facebook của em được không? Em sửa luôn. Thật là nóng. Rồi. Trận PK từ dạ Tây Hồ cho tới Kính Hồ hôm nay đã kết thúc rồi nha mọi người. Em thấy thì hôm nay bên giải khác nên mình cầm lời. Đây bây giờ em chỉ sửa cái sliding check của em thôi. Khổ lắm cơ. Để link donate xong. Mấy ông toàn hỏi lại cho kiểu để copy á. Nói chung cũng chả để làm cái gì. Còn chữ không nổi lắm à. Nhưng mà nó đẹp thì em sửa lại. Sửa lại hết rồi mà anh. Nếu mà muốn nổi nhất thì là màu đỏ. Đỏ mạnh. Mọi người có thể tập trung vào lôi đài không? Tại vì là bản chất cái sự xuất hiện của mấy cái app mấy cái tượng á là nó đã đông rồi. Bây giờ mọi người chỉ còn đứng đây nữa. Thật. Đây là tượng của đệ nhất môn phái. Ngại ngùng quá, cảm ơn anh Nam. Ủa mà anh Hà anh tìm cái Facebook của em thấy anh giỏi thật đấy đó. Cái này thì cũng không copy được nhưng mà ai mà muốn book mình chắc là họ sẽ chăm chỉ nhá. Em chọn được phông chữ này. Chả thấy khác gì là sao ta? Mờ quá nhỉ? Màu sắc. Nếu thế thì không cho thì
offline không cho này nữa. Màu hồng xanh xinh như này. Em cho online vào nhìn nó cũng ok mà nhỉ. Chỉ cần cho bé hơn tí thôi. À đây là để online size. Ok chưa? Nếu mà muốn màu đậm hơn thì cho chọn cái màu nào đó. Thực ra là cũng không cần cái này đâu, hình 988 là được rồi này. Đấy các bác. Là còn biết ăn Instagram nữa. Em chả dùng cái đấy. Em trước bạn bè thì dùng thì mình dùng thôi. Được chưa nhỉ? Đấy các bác. Cái này thì ai mà quan sát kỹ thì họ sẽ thấy. Không. Thì chắc là do cái màu xanh này nó hơi ấy quá. Không, cũng không đẹp. Tự dưng ngồi chỉnh màu ở trên này. Đó rồi. In hoa luôn nhá. TikToker thôi kiểu giật giật đấy kiểu. Em không làm được. Ừ. Cũng muốn làm nhưng không làm được. Để khi nào có tâm trí học sau vậy. Ok, em xin phép offline cho mọi người chỉnh cái này cho hôm sau đỡ quên á. Thế mình cũng làm được việc mà. Ok, em chào anh Nam, em chào anh Hà nhá. Hẹn mọi người một hôm khác tại Thiên Long Song Tuyệt. Bye bye.